Nhẫn nại làm người mới được nhân hòa. Tăng Quốc Phiên nói, làm người quý nhất là nhẫn nại, tiếp đến là được nhân hòa. Làm người phải nhẫn chịu được sự phiền toái thì mới có thể có được các mối quan hệ tốt đẹp. Ông khuyên mọi người phải nhớ kỹ, có được nhân hòa hay không phải xem bản thân mình có chịu được phiền toái hay không. Người có khả năng nhẫn nại biểu hiện bề ngoài là không kiêu ngạo, không nóng nảy, còn ở trong tâm thì họ đang tự soi xét lại chính mình. Người có tính cách nóng nảy, bực bội chính là người thiếu khả năng kiểm soát, khó quản được niệm tham sân si trong lòng. Phiền toái giữa người với người cũng theo đó mà đến. Muốn trở thành người nhẫn nại, khoan dung được mọi người thì trước tiên cần phải có tấm lòng rộng lượng. Hết thảy những phiền muộn không vui trong đời đều có thể dùng nhẫn nại để hòa giải. Mọi chuyện sẽ giống như gió nhẹ lướt qua, đi mà không để lại vết tích gì.